Ông bà anh nói sau trên là có số, duyên chậm hay trễ cũng là do ý trời. Sớm muộn một ngày tình yêu cũng sẽ tới, bản thân không làm lấy cơ hội ta phí đời. 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau số thường cơ vời vợi. 20 năm cuối là bao khó khăn có là sao thì nhiều chúng ta mới người ngợi. Bởi em là phở anh là hành lá, yêu em là tội anh bị hành hình. Em là đường tăng anh tôn hành giả, luôn ở bên em trong hành trình. Tình yêu trao em như là hàng số, dù cho thế nào nó cũng không đổi. Em mang trong mình một vẻ đẹp đắm đuối nên cứ nhìn em anh chịu không nổi. Yeah. Đời này chỉ sống 10 năm, trôi qua lẹ nắm em. Nên là yêu anh thì mới vui, chào em những tháng ngày ấm êm. Rồi ta sẽ cùng với nhau mình sinh thật nhiều đứa con và ăn thật nhiều bữa cơm mà phải do em làm mới ngon nè. Ăn hết những món em nấu từ canh chua cho tới thịt kho, hứa bản thân sẽ không cục xúc, chỉ có cục tình yêu thiệt to. Tình cảm anh nhiều bao nhiêu ác, chắc phải tới hàng hà. Xin cho cùng thì anh đây cũng chỉ muốn hỏi em một câu rằng là em ơi có bao nhiêu. Yeah, cover bài khỏa đèn.